Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK và bản cập nhật 1.150 đã cập nhật bên server test rồi các bạn ha. Đây là giao diện của bản cập nhật này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái giao diện mùa thu. Các bạn có thể bấm vào và chuyển cái giao diện sang mùa thu. Cùng với đó là chúng ta có một vị tướng hệ thần mới, nữ thần mùa vụ các bạn hay còn gọi là nữ thần trù phú, nữ thần mùa thu Aurelia. Thì tạo hình của vị tướng này gây khá là nhiều tranh cãi trên các diễn đàn các bạn ha thì về cơ bản thì trong video ngày hôm qua thì mình cũng đã có nhận xét về vị tướng này vị tướng này thì giống như là nói chung là nó tạo hình theo cái kiểu phụ nữ mà phụ nữ không phải là tuổi tin tuổi như là đô dinh trung quốc các bạn mà là phụ nữ tuổi trung niên một xíu và ha hơi có tuổi một xíu và thân hình hơi đầy đặn một xíu ha tạo hình của vị tướng này gây khá là nhiều tranh cãi các bạn có nhiều bạn chê cũng có nhiều bạn kêu là gu tôi này thì hình xui ok thì trong video này thì ngồi vị tướng này các bạn mình sẽ gửi tới các bạn thông tin chi tiết về bản cập nhật 1.150 Xem tử bản cập nhật này ngồm vị tướng mới của chúng ta nữ thần mùa thu Aurelia thì còn mang cho chúng ta những thông tin gì nữa nha các bạn nha Rồi bản cập nhật 1.150 và tất nhiên cũng tương tự như tất cả các bản cập nhật khác Sau khi cập nhật thì sẽ gửi tặng cho chúng ta ít kim cương đền bù trong thời gian chúng ta không thể đăng nhập vào game chúng ta sẽ có một vị tướng mới Aurelia nữ thần mùa thu và chúng ta sẽ có mở ai thí luyện cho chơi thử Aurelia tính năng mới cộng tối ưu hóa các bạn chúng ta sẽ có sự kiện mùa thu tặng quà và thay đổi giao diện in game giống như lúc này các bạn đã thấy ha chúng ta sẽ mở sự kiện ngọn tháp thất lạc mở sự kiện lật ô chữ chúng ta sẽ có cập nhật cửa hàng cửa hàng ban thêm mảnh hiu và vẽ rồng giới hàng của rương đồ thần thoại và đá T4 được gỡ bỏ chúng sẽ được xuất hiện mỗi ngẫu nhiên sau mỗi lần làm mới À, đồ thần thoại với lại đá tơ 4 đã được cửa bỏ giới hàng các bạn có thể mua thoải mái sau mỗi lần làm mới nha Cửa hàng mây cung, thêm mảnh đá hùng bốn hệ thường và thẻ đồ đằng huyền thoại Cửa hàng hành lang, thêm mảnh đá canisa veru, vây và vàng cơ bản thì Canisa Pro V10 hiện tại nó đã là những con tướng à, cơ bản thì chúng ta lên cũng được vẫn còn xài được nhưng nó không còn hot meta nữa nên nó cho vào cửa hàng để chúng ta thay vì dùng vé để chúng ta xâm thì chúng ta có thể mua dần dần các bạn rồi cái mãi phiêu lưu huyền thoại sự thi cho Safia thức tỉnh cập nhật đội hình trùm hành lang ác mộng mở vòng đấu huyền tinh vật huyền bí kế tiếp tối ưu sắp xếp đồ nội thất trong quán trò và tối ưu hình ảnh của Dolly và chúng ta sẽ đi vòng vòng xem à, tối ưu hình ảnh của Dolly thì nó sẽ sinh tới mức nào và chúng ta cùng xem các tính năng nha Ồ, oh, và đây là tính năng hình ảnh của Dolly được tối ưu các bạn à, trong cái vị trí quán rượu thường lưu cái khúc này các bạn nhìn nó sang xin mịn hơn nhiều rồi ha à, nó, nó mang hơi uh, hướng là sang xin mịn hơn so với trước đây rồi đó các bạn trong quán rượu thường lưu thì nó mang hai hướng là sang xin mịn hơn nhiều rồi các bạn ha đây Dolly của chúng ta trong quán rượu thường lưu đã được uh, update hình ảnh một xíu được update hình ảnh một xíu bạn phía sau ha nhìn nó được được hơn một chút rồi đây là cái giao diện mùa thu cái sự kiện thì chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta nhận các bạn đây thông thời báo mùa thu này chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta nhận rồi bên cạnh đó thì chúng ta có cái sự kiện các bạn đó là vùng sao thần bí chúng ta có thể bấm vào đây chúng ta đăng ký sự kiện vùng sao thần bí ha này là sự kiện đạo hiệp sĩ và khúc ca vinh quang bây giờ mình đang làm rồi ngoài ra thì sắp tới thì chúng ta còn có một vài sự kiện khác sẽ được cập nhật như là chúng ta sẽ có lật ô chữ đó các bạn rồi đội hình của trùm hành lang ác mộng sẽ được cập nhật xem thử cập nhật chưa hay là ngày mai 7 giờ nó mới cập nhật các bạn để mình vào chúng ta có cập nhật đội hình trùm hành lang ác mộng nha đây các bạn đây là cái con bốt mới của trùm hành lang ác mộng mới các bạn đây nhìn đã không? nó tạo hình của mấy cái con bốt trong hành lang ác mộng này mình nói thiệt với các bạn nó ngầu thì thôi rồi á các bạn công nhận không hai con này thì phèn nha hai con này thì không ngầu con này con bốt mực ngày xưa thì không nói ha khá là ngầu các bạn nhìn con này nè wow nhìn con này siêu ngầu luôn các bạn nhìn nó đứng trên cái vũ khí nhìn này đây là một con tướng các bạn ha sử dụng thì bao ngầu luôn rồi thêm cái con này nhìn như là cái con tướng bên người thú nhưng mà ngầu vẫn rất là nhiều nó tạo hình như thế này mà đem vào cái game gọi là game uh, combat 5 với 5 các bạn game MOBA mà combat 5 với 5 sắp những con tướng này đi MOBA thì thôi miễn chê hồi thì giờ thêm con tướng này nữa các bạn rồi đây ước gì nó tạo thành tướng để chúng ta chơi thử các bạn ha các bạn nhìn độ ngầu của nó kìa wow nhìn siêu ngầu luôn các bạn đội hình trùm hành lát mộng được tạo hình với cái kiểu tạo hình hơi bị ngầu luôn bạn đây À, để mình xem cái kỹ năng của cái con trùm hành lang ác mộng mới nó mang là gì đầu tiên là kỹ năng lệnh đột hồn kỳ sĩ xích hồn sẽ ra lệnh cho linh hồn lạc lối gây sát thương lên kẻ địch bị đồng kỳ sĩ xích hồn sẽ bắt đầu trận chiến với 95% giảm sát thương và mất máu ô oh, giảm sát thương và mất máu tới 95% các bạn đột hồn kỳ sĩ xích hồn sẽ tấn công bằng một làn sóng bắt hồn gây sát thương lên tất cả các cái địch sóng năng lượng sẽ hấp thu linh hồn của cái địch trúng đòn lưu trữ một linh hồn lạc lối trong găng tay của kỳ sĩ xích hồn và sau khi đã hấp thụ nhiều hơn 7 linh hồn lạc lối găng tay của kỳ sĩ xích hồn sẽ tan vỡ giải phóng tất cả các linh hồn lạc lối mỗi lần găng tay tan vỡ lượng giảm sát thương và mất máu lệnh độc hồn sẽ giảm bớt hiệu ứng mất hoàn toàn ở lần tan vỡ thứ ba kỳ sĩ xích hồn sẽ ở trạng thái trối hồn và kỹ năng linh hồn báo thù được cường hóa khi đang có linh hồn lạc lối trong găng tay quán cơ bản thì muốn xúc cái con này thì cho cái găng tay của con này nó hấp thu toàn bộ linh hồn càng nhanh càng tốt để cho cái găng tay nó vỡ đặc biệt là vỡ lần thứ ba thì khi mà găng tay nó vỡ lần thứ ba thì chúng ta đục con này nó sẽ mau đi hơn các bạn cơ bản là vậy ha chắc là phải cho những con tướng có khả năng triệu hồi đệ triệu hồi minion nhiều nhiều cho con này nó nó hấp thu linh hồn càng nhiều càng tốt và cho găng tay nó vỡ sau đó chúng ta đục các bạn nhìn găng tay kìa wow siêu ngầu rồi chiêu này là mang tên là linh hồn bảo thù kỳ thị xích hồn sẽ tích lực vào găng tay sau đó tấn công kẻ địch trong bán kính phía trước gây sát thương đẩy lùi và làm trốn chúng trong thống chốc nếu đang ở trạng thái trối hồn kỳ sĩ xích hồn sẽ giải phóng tất cả các linh hồn lạc lối đã tạo ra sống linh hồn gây lượng lớn sát thương và đạt một cộng dồn trừ tà không thể giải trừ lên tất cả các kỳ địch kỳ địch bị ảnh hưởng bởi trừ tà sẽ mất 30% hiệu quả tấn công cộng dồn tối đa ba lần kỳ địch đạt số cộng dồn trừ tà tối đa sẽ bệnh viện rối trí và tấn công các đơn vị đồng minh <laughs> có cái chiêu linh hồn bảo thù này nó cho cái đồng minh của mình quay sang tự xúc lẫn nhau các bạn bị đối trí ha giảm tấn công rất là nhiều và sau đó thì đối trí quay sang tự tấn công lẫn nhau cái con tướng mới này trông ngầu ghê vậy mình sẽ cho đại tướng vào để chúng ta trải nghiệm con tướng mới nha ok chúng ta cho đại một tim vào để chúng ta trải nghiệm cái con bốt mới của chúng ta kỳ sĩ trối hồn các bạn các bạn có thể thấy ở đây nếu mà chúng ta sử dụng một tim bình thường để đánh nó các bạn gần như sát thương gây ra là bằng không tại vì nó giảm sát thương giảm mất máu quá nhiều mà các bạn gần như là bằng không luôn <laughs> sát thương gây ra cho cái con kỳ sĩ trói hồn này gần như bằng không luôn các bạn nha à, Lilith cứ thích tạo ra những con quái vật nhờ à. à, sát thương gây ra gần như bằng không luôn các bạn nào nó phá vỡ cái găng tay của nó thì cái lượng giảm sát thương mất đi chúng ta mới quánh được còn người ra nó còn cái găng tay của nó thì đánh gần như là bằng không luôn không vào đam luôn kìa các bạn không vào một xí đao nào cả đây gần như bằng không luôn à, để xem thử cái tim nào hiện tại người ta đang dùng để đánh cái con kỳ sĩ trối hồn này các bạn nhìn giả mang thì chứ ồ vẫn dùng cái con phượng rừng các bạn có vẻ vị tướng này nó khá là hot mà được sử dụng rất là nhiều ha chúng ta có cái tim đánh cái con kỳ sĩ trói hồn này sử dụng phượng rừng và bay đình thường cùng với đó là con nữ thần mùa thu đó, những con tướng mà chuyên ta tạo đệ các bạn đúng như mình đã dự đoán mà ha muốn đánh cái con này là phải sử dụng cái tim mà tạo đệ rất là nhiều để cho nó hút hồn càng nhanh càng tốt sau đó thì nó sẽ găng tay nó phát nổ sau đó chúng ta mới đục nó được các bạn nó tạo đệ nha bay đình tạo rất là nhiều đệ kể cả cái bông của nữ thần mùa thu Aurelia của chúng ta cũng tạo rất là nhiều bông các bạn. Con kia nó sẽ hút và nó vỡ găng tay. Nói chung là chúng ta muốn giết con này là chờ cái găng tay nó vỡ rồi chúng ta đục thôi bạn. Trước khi găng tay nó vỡ là gần như là đam bằng không luôn, đam không vào, đam nổi, mà găng tay nó vỡ một phát lúc đó chúng ta quay vào chúng ta khoan thì nó sẽ bị mới xuống đam được bạn nè. Găng tay nó vỡ càng càng nhanh thì đam chúng ta càng đau Găng tay vỡ sau đó chúng ta đam nó mới xuống đam nè các bạn đam quá trời đam luôn ha chứ không mà cái thời lượng trận chiến nó kéo càng dài là tim mình bị làm cho rối trí là tự tấn công quay sang tấn công lẫn nhau là coi như xong luôn các bạn coi như xong luôn rồi, mình vừa gửi tới các bạn thông tin của bản cập nhật mới 1.150. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Và nếu các bạn thấy hay, đừng like, subscribe, những chuông thông báo để xem thêm các video mới cũng như động hồ cơ nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye.